câu từ của chú bài hát Bởi Ta Yêu Con. Khi tâm con bước đi lạc lối về trời, Giê-xu dẫn con đi về nơi Cha. Lối con đi nhiều trông gai, nhiều lần khiến mắt con lệ nhòa. Con đâu hay biết gì về Chúa Giê-xu, đấng đã xuống thế gian để tội cho con. Chúa Giê-xu đầy yêu thương, vì con phó chỉ thân về Ngài. Lời hô ta xưa kia Ngài chịu đóng đinh, Giê-xu ơi, con thấy mình đầy sâu xa. Nhưng bởi nguyện của Chúa tôi được vội xóa. Con đứng xa ta đang hướng lên, vì tình yêu, vì con nơi con. Giê-xu dẫn con tìm về lời Cha, lối con đi đầy trông gai. Nhiều lần khiến mắt con lệ hoa, con đâu hay biết gì về Chúa Giê-xu, đấng đã xuống thế gian để tội cho con. Chúa Giê-xu đầy yêu thương, vì con phó chỉ thân vì Ngài. Lời vô ta xưa kia Ngài chịu đón ơi, con thấy mình đầy sâu xa. Nhưng bởi huyết của Chúa tôi được vội xóa. Ta đứng xa ta đã bước lên, vì tình yêu, vì con hỡi con. Quay bước trở về chiều đông biển, đời tôi là của con. Giê-xu Galilean, Giê-xu ơi, con thấy mình đầy sâu xa. Nhưng bởi huyết của Chúa tôi được vội xóa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
câu buồn, lời Cha Giêsu bao nhiêu xót xa chấp hết trên ngài, lần soi chứng minh cho cả thế giới ngài yêu con đến nỗi chết thay con. Cha đã xóa hết bằng cả lời đàn Giêsu chết thêm một lý đã cho, vì ngài quá yêu bằng lòng hy sinh quyền xin thay nghĩ của Cha đưa cho rồi chứng minh cho cả thế giới ngài yêu con đến nỗi chết thay con. Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm, Giêsu chết thế công lý đã cho.
Chúng tôi xin mời mục sư Lê Minh Đức dâng lời cầu nguyện. Hallelujah, cảm ơn Chúa vì tình yêu, sự giải cứu lớn lao của Ngài cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì từng hồi, từng lúc Ngài thương xót ở cùng. Ban cho chúng con có những cơ hội để ngồi dưới bề trên của Chúa, lắng tai nghe tiếng mà Ngài phán với chúng con. Ngài muốn điều mà chúng con sẽ làm trong hiện tại và tương lai, và sửa đổi những điều mà chúng con đã vi phạm ở trong quá khứ qua lời hàng sống và diệu kỳ của Ngài. Xin giúp đỡ, xin ban ơn, xin tựa sửa trị, xin giúp đỡ trên mọi chúng con để qua lời của Chúa làm chúng con được lớn lên, được tầm thước bốc dạc trọn vẹn như điều mà chính mình Chúa mau mong ước trên mọi chúng con. Xin ban phước trên những giáo viên trong buổi chiều nay, ở cùng trên một sư huấn, mục sư Tuyên trong việc công bố lời của Ngài. Xin vay phủ hết thảy chúng con trong dòng huyết của Chúa, trong sự phước hạnh đa khi lời của Chúa được công bố ra. Chúng con cảm ơn Cha, trình dâng vinh hiển cho Chúa và cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Ok, mời sư Hương để vấn kèm. À, mục sư Hương lên thở kèm hả? Vượt nặng các con không?